Lời Chúa trong sách sáng thế, ông Hữu Phan yêu Du Xe hơn tất cả các con, vì ông cả nhà mới sinh được cậu, và ông ban cho cậu cả trường già cây. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì xin lòng nghĩa cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Các anh cậu đã đi trên thiên nhiên của cha họ ở Sinh Thêm. Ông để thu hoa lợi.
sự với họ đi như vậy. Sau cùng ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ để con ta. Nhưng bọn ta đi vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, là ta xin con nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, con ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điệp kia? Họ đáp, ăn giả ăn báo, ông sẽ thu diệt bọn chúng và cho các tá điệp khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa bọn lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ, Kinh Thánh có câu: tảng đá thờ xây nhà loại bỏ là trở nên đá tảng khắc từ, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu ấy sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho người dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nên dù hôn người kể, các thực tế của người Pha-ri-si hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý bạn xem thân lễ. Trong xã hội chúng ta vẫn nghe có những vụ án giết người cố sát, có lẽ không phải là ít mà là khá nhiều, và các cái động cơ động lực đều là nguyên nhân đã gây ra những cái vụ giết người cố sát đó thì có lẽ là nhiều và phức tạp, nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt thành ba cái động cơ. Thứ nhất là ghen tị, như ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy đó, cả đi diễn ở đây người anh ghen tị. Và trong cái bài đọc một ngày hôm nay chúng ta nghe câu chuyện các người con của ông người dân có đó đã bàn bạc với nhau, đồng loạt với nhau để toàn tính là xin em của mình. Hôm nay có cái quan trọng ra ngoài và người em đó cuối cùng không bị giết mà bị bán đi thôi. Vậy thì cái động cơ thứ hai đó là tham lam, giết để chiếm đoạt tài sản và sở hữu. Thì trong Kinh Thánh chúng ta có đó cái câu chuyện mà bà hầu tiếp tay cho vua để giết ông ta bón để chiếm vườn nho. Trước bằng cái chết của Doan Cảnh Giác. Doan Cảnh Giác
这个要给每负担这种债务，每这个他每考虑东西，每考虑哎呀，一个那个那个那个那个那个奖奖他给他给那个东西啊，可能他留出来给给这个技术不老也足够，每他给那个是个。